Tôi tên là Lê Vuong Quoc Thang, năm nay 28 tuổi, đến từ Việt Nam. He is Lê Vuong Quoc Thang. He's 28 years old and he come from Vietnam. Tôi là bệnh teo cơ tủy. Cách đây hồi tôi phát hiện bệnh lúc 15 tuổi. So you have the disease called SMA and that affect to his nerve, so his muscle very weak. When he 15 years old, the score at school when he do the exercise very low than compared with his friends, and their family consider about his body strength. So they take him to the hospital and they found out his disease. Before he come here, he used to have different treatments in Vietnam, like he take herbal medicine, do acupuncture, or do some physical therapy. But he don't get any result, and sometimes the disease stop at a level where it is, and sometimes even it get worse. His wife have the baby at the hospital and they know about stem cell banking with Bangkok stem cell. So they bank in their child's stem cell, and after that they meet with Dr. Terence of Marie's group, and Dr. Terence introduced them about stem cell treatment for his disease. That's how he know about stem cell treatment and come here today. After the week's treatment from the hospital, he feel more stronger and get better. So he get more better feeling and feel more comfortable. After the treatment, his arms can move up higher, and also he has get stronger in his legs. So he move around easier and more balancing. In the treatment, he do different things like oxygen, also the physical therapies, three different PT, OT, aqua, and also the stem cell every trip. Tôi nghĩ đây là quyết định đúng. Yeah, he said this is the right decision to come here for the treatment. Cơ sở vật chất ở đây thì là rất là tốt, hiện đại, nhân viên thì rất là chu đáo và nhiệt tình. So the facility here is very good and modern. Also the staff very nice and they take care of him very well. He feel like the hostel is home to him. Khi ba tôi qua đây cùng với tôi thì ba tôi thì luôn động viên tôi phải cố gắng tập luyện. His father always motivates him every day and also help him in the hard activities like when he do physical therapy, when he cannot do something, his father will help him. Chuyến này tôi qua Thái Lan cùng với cha của tôi. Ba của tôi đi theo để hỗ trợ cho tôi khi gặp khó khăn, như lên cầu thang thì phải có người đỡ, xuống xe hoặc lên xe thì phải ba tôi đỡ. Tại vì những đi những cái đó thì phải tôi yếu nên tôi hay té, phải có người dìu tôi.
Sau liệu trình điều trị này thì tôi hy vọng là tôi được biết đến là cái bệnh tôi ngày càng yếu đi, và có thể là sẽ một thời gian sau này tôi có thể nhờ phải ngồi liệt, ngồi xe lăn. Nên tôi hy vọng là tình trạng bệnh nó sẽ cải thiện hơn và tôi không có thể gặp vấn đề đó. Rồi nó có thể, nếu mà liệu trình này tốt hơn thì tôi có thể đi đứng chạy nhảy lại bình thường, sinh hoạt như mọi người bình thường nữa, không có gặp khó khăn nữa, không cần người trợ giúp nữa. Này, một từ để dùng để miêu tả cho liệu trình này là từ đặc biệt thôi tôi. Special treatment. Because this treatment is the first time he do it, but like it gives him the good result, and also compared with other treatment he used to have, it gives him like the chance to have improvements in his health, and so far he feel good about the treatment. Thông điệp mà tôi gửi đến những người mà muốn sử dụng liệu trình tế bào gốc này thì hãy có động lực. He wanted to tell people who considering about the global stem cell is that they keep the motivation and try hard to get the opportunity to have better health for themselves.